thể thao Yes chuyên may đồ thể thao và đồng phục cao cấp. Đồng phục công ty thì chuyên nghiệp, đồ thể thao thì mặc mát và rất thoải mái. Làm sao để đi làm như đi chơi thể thao? Kết hợp đồ thể thao và đồng phục công sở, đó là đồng phục vải thể thao. Vải thể thao mát rượi, có giãn tối đa, độc quyền từ thể thao Yes. Đặc biệt nhận may số lượng ít từ 6 áo. Nhân viên mặc mát, sếp mát mặt. Xem ngay tại website đồngphucvaithethao.com. Rồi chào mọi người, lại là Tiến đây. Tiến đây ngồi tại văn phòng công ty thể thao Yes để review cái sản phẩm khẩu trang loại 3 của công ty Tiến. Sản xuất mới cách đây được 2 ngày. Thì ưu điểm của nó là về thiết kế sẽ che, có cái phần này nó sẽ che được kính lỗ mũi, và dây vải này đeo sẽ không bị đau tay. Tiến đã thử nghiệm đeo và phát cho nhân viên công ty đeo rồi, nó ok. Về chất lượng thì khẩu trang này có 3 lớp. Lớp ở giữa là lớp vải kháng khuẩn do bên Tiến đặt giờ theo tiêu chuẩn quốc tế, có chứng nhận là kháng khuẩn từ 90 đến 99,99%. Rồi, ngoài ra thì cái khẩu trang này có thể giặt được lên tới 20 lần sẽ vẫn không giảm cái khả năng kháng khuẩn đã được test bởi Viện Nghiên cứu Dệt may tại Hồ Chí Minh. Mẫu được giặt theo tiêu chuẩn AATCC 135/2015, máy giặt là Winwool, chương trình giặt bình thường. Rồi, Tiến đeo luôn khẩu trang cho mọi người xem nhé. Sau khi đeo khẩu trang thì cảm giác cũng rất là thoải mái, và mình cứ tự tin là không bị giảm vẻ đẹp trai của mình đi. Đó. Đây là logo được in đời can phản quang à, bên này thì tối mình ra đường cái đèn chiếu vô cũng nó phản quang cái logo lên đẹp lắm. Đặc điểm của khẩu trang thì vì thiết kế như thế này thì nó rất là kín, nó không có bị mình sẽ không phải hít cái không khí từ ở trên này xuống, mà mình hít trực tiếp không khí thông qua ba lớp vải kháng khuẩn này. Đó. Để mà mình kiểm nghiệm là tiếng nói thật hay không thì đeo mắt kính vào, khi mà mình thở nó sẽ không có bị cái hơi nước ở trong mắt kính thì đó là chính xác. Đó. Không có bị mờ thật. Không tin thì các bạn cứ mua về xong rồi các bạn kiểm tra thử, nếu sai thì Tiến trả tiền cho. Đeo rất là ok. Ngoài ra một số người ta không thích đeo kiểu này, người ta đeo kiểu này cũng được. Đấy, thì che được kính cầm và chỗ này có cái mũi nhọn nhô ra để thở nó dễ hơn nữa. Nó tùy mình thích đeo cái kiểu này. Hiện tại giá bán lẻ đề xuất của khẩu trang này đưa ra thị trường là 35.000 đồng.